bảng những tiếng Anh hay là 7 mà anh lên tải trên mạng rồi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh bên đại của em. Để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát triển nhiều hơn. Tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả, tham khảo những